phi đội Nga bị đánh tàn nát trong căn cứ quân sự. Theo hình ảnh từ vệ tinh cho thấy, toàn bộ phi đội trực thăng của Nga tại căn cứ quân sự ở Syria đã bị lực lượng IS phá hủy. Ngày 24 tháng 5, mạng tin tình báo Stratfor của Mỹ cho biết, các tay súng thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng dường như đã triển khai một cuộc tấn công bất ngờ vào căn cứ không quân T-4 của Nga tại miền trung Syria. Kèm theo đó là những hình ảnh được chụp từ vệ tinh cho thấy toàn bộ phi đội trực thăng của Nga tại căn cứ quân sự này đã bị lực lượng IS phá hủy hoàn toàn. Theo công ty tình báo Mỹ Stratfor, cuộc tấn công trên của lực lượng IS diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Những hình ảnh thu được cho thấy 4 chiếc máy bay trực thăng của Nga đã bị tiêu hủy hoàn toàn. Bên cạnh đó, ít nhất 20 xe phương tiện quân sự của quân đội Nga cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công của IS. Ngoài ra, một số thiết bị quân sự khác của Nga cũng bị thiệt hại. Trước thông tin này, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng bác bỏ. Theo Thiếu tướng Igor Konashenko, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, những thiệt hại này đã diễn ra trong nhiều tháng và do giao tranh giữa lực lượng chính phủ Syri với chiến binh của các nhóm khủng bố. Ông Konashenko nhấn mạnh rằng, những tin đồn về việc toàn bộ một đội trực thăng và 20 chiếc xe tải của Nga bị phá hủy ở căn cứ Haymim là do những tên khủng bố IS thất trận cố tình đưa ra từ khoảng 10 ngày trước. Konashenko khẳng định trong một cuộc họp báo gần đây, toàn bộ những máy bay trực thăng chiến đấu Nga hiện ở Cộng hòa Arab Syria đều thi hành nhiệm vụ thường xuyên về diệt trừ khủng bố. Trong số các nhân viên của căn cứ không quân Nga không hề có thương vong. Trong khi trước đó, hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin giấu tên của Syria xác nhận cháy đã xảy ra tại căn cứ này. Nguồn tin cho biết, chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, nó bắt đầu gần nơi bốn trực thăng đổ, xe chữa cháy không thể tiếp cận đám cháy do khủng bố pháo kích ngọn lửa sau đó đã lan sang các máy bay trực thăng. Tuy nhiên, nguồn tin này đã không nói rõ thời điểm cháy. Simtac, một nhà phân tích quân sự tại Stratford nói rằng, những điều chúng ta biết không phải là kết quả của một vụ nổ bất ngờ như một số tin đồn. Hình ảnh cho thấy nhiều vụ nổ khác nhau trên sân bay và cho thấy người Nga mất thiết bị do bị tấn công. Căn cứ không quân T-4 được xem là một trong những căn cứ quan trọng nhất ở Syria, nằm gần thành cổ Palmyra, được lực lượng Syria giải phóng khỏi tay IS tháng trước. Căn cứ này nằm gần ngã tư chiến lược của tuyến đường dẫn đến Deir ez-Zor, Rabwa, Damascus và các thành phố trọng điểm khác. Mới đây, ngày 23 tháng 5, hơn 100 người Syria đã thiệt mạng trong một loạt những vụ đánh bom tự sát ở Tartus và Jablat, hai thành phố biển yên bình trong suốt những năm qua nhờ trung thành với chính phủ Syria. Quân đội Syria đang dàn lực lượng quá mỏng. Nhiều báo cáo cho thấy lực lượng này sẽ gặp nguy nếu 5.000 chiến binh thanh chiến của Jabhat al-Nusra chi nhánh của Ankeda tại Siri thực hiện các cuộc đột kích